cây mới đẹp quá, toàn sam núi ấy. Đấy, bây giờ quay lại. Ông Tị ông vừa mua cây của chú à? Vừa mới xách. Đẹp. Đấy không giá 7 triệu thôi đấy. Lấy xong đấy. Dạ. Lấy giá 7 triệu đôi này đấy. Đôi này gì? Xứng đáng như sao? Nhưng mà phải hơn chứ đúng không? Hơn chứ. Được. Tôi sang núi này là mình quá. Đấy. Đó mà nhờ chui được vào mà quay. Mơn mởn đấy nhỉ. Cái này phải làm nó về làm nó lộ thân ra nữa. Đẹp. Thân nó đẹp. Cây không. Mình mua chậu rồi đang để trong nhà kia kìa. Không, ý cháu là chậu rồi. Không, cái đấy không quan trọng mà cái lối làm tay tán ấy phải lộ cái tí thân ra nữa. Hơi dày quá. Quá ngon lành rồi. Rồi. Đấy, này toàn có đôi cặp. Bộ ba hôm trước là bán rồi chú. Cây đẹp là riêng sam núi mà đẹp. Giờ sam núi mới có tiền. Sam núi là có tiền. Ông kia già. Sam núi này. Lô này này mới toàn sam núi chú nhỉ? Đây đẹp nhé, cái xanh đẹp nhé. Cháu nuôi này ra mà ấy cái nét đây này. Không vào được, nó dày quá. Đây này. Hay bê hẳn ra ngoài, bê hẳn ra ngoài cho nó. Để chiêu, nó là một riêng phát. Bày nó dày quá. Nhìn thì rõ nhưng mà quay nó không rõ. Đúng làng mà. Mẹ. Sao núi tiếp theo. Xanh mướt. Quay thế nào cho mình quay cho nó thích nhá. Vâng. Quay cả sân điếu. Thế thì còn gì bằng. Rút được vào. Cái này được chưa? Hay là quay lại cái này này. Đấy mà được tí phía thì mới đẹp. Đó. Rồi, quấy cây hay đấy. Chưa. Cho cháu dịch răng này tí. Sao vậy á? Rồi. Báo giá luôn đi chú. Báo giá luôn. Cái này á hả? Dạ. Cái này 3 triệu. 3 triệu. Chú báo giá thoải mái nhé. Xong rồi để anh em gọi. Gọi trực tiếp chú luôn. Có khi chả biết cháu là thằng nào nhưng mà nó cứ gọi chú. Đẹp. À quên cái đôi này vừa nãy là chú là bảo bao nhiêu chú nhỉ? 10 triệu. Nhất không chui được vào. Đấy. Ê. Đây nhìn nhá. Núi kia vào nói thế nó vui chứ. Thôi. Đẹp này sẽ phải ra nhiều bóng nữa. Quay bằng kỹ thôi. Đấy con này cũng đổ kích tầm nhỉ. Đấy, hàng này về mà chơi Tết thì còn gì bằng. Đây là của ba. Vâng. Đấy chú cứ ra giao dịch đi. Bắt đầu từ quê sam núi mà đại cổ này.
Tự bệ nha các bạn. À, khai thác mà tự bệ này là ít lắm. Thứ hai là về độ già thân cực kỳ già. Thứ ba nó là chi răng đánh tay tán quá dày. Tất nhiên là mình về mình làm thì để thu nó ngắn lại. Kinh điển. Dạ. Già nữa là kinh điển. Già quá già. Cái này thì bao nhiêu chú nhỉ? Cái này thì có tiền này. Bao tiền cái này? 8 triệu. 8 triệu. Xanh. Cái gì đẹp chứ được. Đây, đôi xong rồi, đôi không rồi. Pila đúng rồi, nhưng mà pila đúng hơn gọi thông. Nhiều giống nhiều họ. Một đôi luôn nhá. Đẹp này phải ra làm clip riêng quá. Hôm nay đi clip là đi chơi chợ. Càng gần Tết thì càng nhiều cái đẹp. Thì thích lắm. Mùi cái mộc hương nó hoa toang hoa thỏa khắp nơi. Lẫn xem hoa sen. Vừa xem vừa thưởng thức tất cả các giác quan luôn. Ok làm điện đi lại. Giá mà dùng tay bấm thì nó không bị thâm. Thank you.
núi, sang núi, sang núi, sang núi, Linh Sang đây. Sang núi này là chất lượng cao. Có tiền thì làm hẳn đôi này, đôi kia. Cái này đổ kịch tâm. Sang núi đây. Nhà có hai cái sổ Sam núi thì giá nó cao hơn này. Sam núi là giá nó cao hơn Linh Sam nhiều lắm. Mấy triệu một cây nhỏ nhỏ thì bình thường. Có 3 cây giống thẻ, 2 cây chưa đẹp lắm. Này có cả thêm cả vả biết rồi. Lòng vả như lòng sung. À. Này quả này ăn ngọt lắm. Quả ăn ngon lắm. Càng gần Tết càng nhiều cái đẹp. Đấy. Một đôi cổng làng.